Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn khoa học lớp 5 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn khoa học thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 2, tiết thứ hai, hỗn hợp và dung dịch. Chúng ta sẽ đến với phần khám phá. Ở trong phần khám phá này thì chúng mình sẽ tìm hiểu đặc điểm của dung dịch. Thì dung dịch ở đây thì như chúng ta đã biết đó là có từ hai chất trở lên và chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau. Như vậy, dung dịch là có từ hai chất trở lên và chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau. À vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một số thí nghiệm nhé. Chúng ta sẽ thảo luận và cho biết sau khi khuấy và để lắng thì cốc nào trong hình một chứa dung dịch và vì sao? Như vậy thì chúng ta thấy cốc A thì gồm có nước và muối ăn. Cốc B thì gồm có nước và cát. Vậy thì sau khi khuấy và để lắng thì cốc nào trong hình một chứa dung dịch và vì sao? Chúng ta cùng chia sẻ và thảo luận. À đúng rồi, cốc A thì chứa gì? Dung dịch. Vì không còn thấy muối muối ăn ở trong cốc nữa. Như vậy chúng ta có thể thấy cốc A là chứa dung dịch vì khi khuấy đều cốc A này lên, sau khi để lắng thì không thấy muối nữa, đúng không? Như vậy chúng ta đã thấy là muối đã hòa tan vào trong trong nước. Như vậy cốc A sẽ gì? Chứa dung dịch. Còn cốc B thì không. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát các cái hình trong cái thí nghiệm ở hình số 3. Đó là trong các cái hỗn hợp tạo ra ở thí nghiệm 2, mục 1, hỗn hợp nào là dung dịch? Thì chúng ta có thể thấy cốc đầu tiên đó là muối và nước. Cốc thứ hai đó là mì chính và nước. Cốc thứ ba đó là đường và nước. Cốc tiếp theo đó là tinh bột gạo và nước. À vậy thì bây giờ chúng ta hãy đưa ra dự đoán của mình xem là trong các cái hỗn hợp tạo ra ở trong cái thí nghiệm này ở mục 1. Vậy thì cốc nào sẽ là dung dịch trong các cái hỗn hợp này, thì cốc nào sẽ là dung dịch? À như vậy thì khi mà chúng ta bỏ muối vào nước thì chúng ta thấy là hòa tan rồi đúng không? Không còn thấy muối nữa thì đây chính là, đúng rồi, chính xác, dung dịch. Tiếp theo thì mì chính và nước cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta khuấy đều mì chính và nước thì chúng ta sẽ tạo thành gì? Dung dịch, vì không còn thấy mì chính nữa, đúng không? Đúng, nó hòa tan vào trong nước rồi. Còn đường, đường thì sao? Đúng rồi, chính xác. Khi mà chúng ta khuấy đều đường vào trong nước thì chúng mình cũng thấy gì? Đường đã hòa tan vào nước, cho nên đây cũng là dung dịch. Vậy thì trong các cái hỗn hợp tạo ra ở thí nghiệm 2 mục 1, hỗn hợp muối và nước, hỗn hợp mì chính và nước, hỗn hợp đường và nước là gì? Đúng rồi, là dung dung dịch, đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở trong hình số 4 này xem là hỗn hợp nào trong hình 4 là dung dịch và vì sao. Như vậy thì chúng ta có thể thấy các cái thí nghiệm cũng như là các cái hoạt động vừa rồi chúng ta đã biết đó là dung dịch thì từ hai chất trở lên và chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát trong hình số 4 này xem là những hỗn hợp nào là dung dịch. A đó là nước pha mật ong này, B đó là nước chanh leo, C đó là nước mắm ngâm ớt, D đó là nước sau khi thả viên vitamin C khoảng 5 phút, nước có dầu ăn và trà hoa cúc. À, vậy thì bây giờ chúng ta xem là những hỗn hợp
trong cái hình số 4 này hỗn hợp nào là dung dịch và vì sao? À, ở đây chúng mình có thể chia sẻ với các bạn thì hỗn hợp là dung dịch thứ nhất đó là gì? À, chính xác, hình A đó là nước pha mật ong. Và hình D, nước sau khi thả vitamin C khoảng 5 phút. Thì hỗn hợp trong hình số 4 là dung dịch đó là nước pha mật ong. Sau khi thả viên vitamin C khoảng 5 phút thì chúng ta thấy là gì? Các dung dịch này đều có hai chất trở lên và chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau, cho nên đây là gì? Dung dịch, chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ kể thêm một số dung dịch mà chúng ta có thể kể thêm một số dung dịch mà chúng ta biết. Ví dụ như là gì? À, giấm ăn này đúng không? Giấm ăn khi chúng ta hòa tan nước giấm vào trong nước thì chúng ta thấy là nó hòa tan vào nhau. Và một số dung dịch thì chúng ta thấy là nước nước ép chanh chẳng hạn, hay là dung dịch rượu đúng không? Dung dịch rượu hay là dung dịch giấm ăn vân vân, thì đó là một số cái dung dịch chúng ta có thể kể thêm, hay là nước hoa này vân vân. Như vậy thì có một mục ở trong sách giáo khoa đó liên quan đến sữa, thì sữa tươi ở đây không phải là dung dịch vì trong sữa tươi có các chất béo không tan, đúng không? Như vậy chúng ta thấy sữa thì riêng sữa thì chúng ta thấy là không phải là dung dịch vì ở trong sữa còn có các cái chất béo nó không có hòa tan được, đúng không? Đến với hoạt động vận dụng thì chúng ta sẽ thực hành tạo một dung dịch nước chấm phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Thì chúng ta có thể tạo một cái dung dịch nước chấm thì chúng ta gì? À đúng rồi, chúng ta có thể giã đường đúng không? Tỏi, ớt, sau đó là đổ chút nước mắm, sau đó là hòa tan chanh vào thì chúng ta sẽ được một cái dung dịch. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 2, tiết thứ 2, hỗn hợp và dung dịch. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.